Đối tượng Nguyễn Phương Hằng đang câu giờ bằng cách tố ngược những người tố cáo mình. Sau khi gửi đơn làm bận lòng hàng chục cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương nhưng không kèm chứng cứ thuyết phục, Hằng lên mạng nói, đại ý, chính quyền và công an phía Nam đã tê liệt, riêng việc vu vạ này đã có dấu hiệu xâm hại uy tín cơ quan tổ chức rồi, chưa hết, không tố cáo được thì bà Hằng khởi kiện dân sự những người đã tố cáo, phát biểu nhận định về hành xử của bà. Liệu việc kiện dân sự này có phải là câu giờ, khiến các cơ quan chức năng bối rối? Không. Pháp luật Việt Nam từ thời Hồng Đức đến nay có nguyên tắc hình hoãn hộ. Có nghĩa là khi có dấu hiệu hình sự thì mọi vấn đề dân sự, hành chính, kinh tế của đương sự đều bị hoãn, chờ đến khi có kết quả điều tra hình sự thì sẽ giải quyết. Việc gửi đơn tá lả như vậy chỉ mất thêm thời gian của Hằng mà thôi. Tòa án dù có thụ lý cũng sẽ đình chỉ giải quyết vụ bà Phương Hằng bị tố, thời hạn giải quyết tối đa bao lâu, theo Điều 147 Bl.H.S. 2015. Điều 11 Thông tư Liên tịch 01/2017 thì thời hạn tối đa để giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm là không quá 4 tháng kể từ ngày tiếp nhận. Thời gian qua, một số người đã gửi đơn tố giác, yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng, Bình Dương, vì cho rằng bà Hằng đã vu khống, xúc phạm đến danh dự của họ. Trong đó có nhiều nghệ sĩ như ca sĩ Vi Oanh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, nhiều trường hợp. Tính từ lúc cơ quan chức năng xác nhận đã nhận đơn đến nay thì thời gian trôi qua đã hơn 4 tháng, tuy nhiên, họ vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền về kết quả giải quyết đơn trong khi theo quy định thì thời hạn tối đa để giải quyết tin báo tố giác tội phạm là 4 tháng. Gửi đơn đến công an, từ ngày 21 tháng 6, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, đã gửi đơn đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh tố bà Phương Hằng sử dụng mạng xã hội đăng tin bịa đặt. Thông tin sai sự thật nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nhiều cá nhân ca sĩ, nghệ sĩ trong nước, trong đó có ca sĩ Vi Oanh. Ngày 25 tháng 6, đơn của nữ ca sĩ được chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 25 tháng 10, ca sĩ Vi Oanh tiếp tục gửi đơn yêu cầu khởi tố đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vì cho rằng bà Phương Hằng đã có các hành vi làm nhục người khác, vu khống, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Trong đơn, ca sĩ Vi Oanh nêu, từ ngày 16 tháng 5 đến 9 tháng 10, bà Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, quy trục vô căn cứ nhằm bôi nhọ, vu khống, xúc phạm tôi với hàng loạt từ ngữ, đẻ thuê, lặp lại 10 lần, làm gái bao, 2 lần, làm bé, 2 lần, giật chồng, 3 lần, dĩ giảng dơ giấy, dĩ vãng dơ giấy. 9 lần, ca sĩ Vi Oanh cũng đề nghị cơ quan điều tra nhanh chóng xác minh thông tin để sớm khởi tố bà Phương Hằng cùng đồng phạm nhằm bảo vệ danh dự, nhân phẩm cho cô cùng gia đình. Cùng với ca sĩ Vi Oanh, ngày 21 tháng 9, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, cũng gửi đơn tố bà Phương Hằng đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh về hành vi vu khống, làm nhục người khác, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Sau khi xem xét nội dung đơn, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền. Đại diện truyền thông của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết nam ca sĩ đã có buổi làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương lẫn cục cảnh sát hình sự C02 vào ngày 13 tháng 10 để cung cấp mọi hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Nam ca sĩ mong chờ sự việc được giải quyết, có kết quả sớm. Ngày 22 tháng 9, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên đã gửi hồ sơ đến các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Công an. Tố bà Phương Hằng và hai người khác đã có hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của nữ ca sĩ và gia đình. Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên mong mỏi cơ quan pháp luật giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng thời hạn luật định. Họ sẵn sàng chờ đợi để theo đuổi sự việc đến cùng.